Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợi nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về số nhỏ nhất nè, có tổng các chữ số bằng 10, 19, được chưa? Thì để tìm số nhỏ nhất thì các bạn nhớ với mình, số nhỏ nhất là phải biết bao nhiêu chữ số. Thứ nhất nè, các bạn phải biết bao nhiêu chữ số, bao nhiêu chữ số. Khi ở trong đề này nó không cho biết là số nhỏ nhất có bao nhiêu chữ số, thì sẽ có trường hợp là một chữ số nè, hai chữ số nè, ba chữ số, vân vân và vân vân. Được chưa? Khi để xác định là có một chữ số, khi các bạn nhìn vào đây, tổng các chữ số là 10, 19 nè. Nếu một chữ số thì mình chỉ biết rằng, nhớ nha, một chữ số thì các bạn chỉ nhớ là những số sau này: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9, được chưa? Và dãy số này được sắp xếp từ bé nè đến lớn. Ý nói là 1 lớn hơn 0, 2 lớn hơn 1, vân vân và vân vân. Và cái số lớn nhất trong cái dãy số này chính là số 9. Số lớn nhất. Và cái số bé nhất trong dãy số này chính là số 0. Được chưa? Nếu một chữ số là từ 0 đến 9, vậy tổng của nó chỉ có tối đa là 9 thôi. Mà đây người ta cho bao nhiêu ạ? 10, 19. Nên một chữ số không thể các bạn loại đi, là không để đến nó nữa đó các bạn. Được chưa? Tiếp tục tới hai chữ số. Khi hai chữ số thì các bạn biết rằng gồm có hàng đơn vị nè, hàng đơn vị và hàng chục. Hàng đơn vị và hàng chục. Cái số hàng đơn vị số tối đa là số 9, và hàng chục số tối đa là số 9 luôn. Vậy 9 cộng 9 mới có 10, 18, mà đề bài cho 10, 19, vậy phải là số 3 chữ số. Biết chưa? Phải là số có 3 chữ số. Biết chưa? Tại sao không chọn 4 chữ số ạ? Bởi vì số 4 chữ số lớn hơn số 3 chữ số. Vậy ở đây chính là bài toán tìm số nhỏ nhất có 3 chữ số, tổng các chữ số bằng 10, 19. Cái số có 3 chữ số gồm có hàng đơn vị nè, hàng chục nè, và hàng trăm. Ok chưa? Rồi, khi tìm số nhỏ nhất thì các bạn làm từ tay trái sang tay phải giúp mình. Tay trái sang tay phải thì hàng trăm số nhỏ nhất từ 0 đến 9. Khi hàng trăm không thể là số 0 nha các bạn, nên cái số nhỏ nhất chính là số 1. Ok chưa? Tiếp theo, để tìm hàng chục và hàng đơn vị. Để tìm hàng chục và hàng đơn vị thì các bạn nhớ giúp mình có tổng hàng trăm nè, cộng hàng chục nè, cộng hàng đơn vị bằng bao nhiêu ạ? 19. Mà hàng trăm là số 1 rồi, vậy còn bao nhiêu ạ? 10 trừ cái 1 còn lại 10 18. 18 đây chính là 9 với 9. Còn nếu bạn nào không biết thì các bạn tiếp tục, các bạn cho số nhỏ nhất là số 0 vào đây, và các bạn kiểm tra rằng số hàng đơn vị không thể là 18 được, nên tiếp tục các bạn cho 2. 18 trừ 2 ra 16, không được. Số 3, 18 trừ 3, không được. Số 4, số 5, số 6, số 7, số 8 và số 9. Thì mình thấy rằng 18 trừ 9 thì được 9. Vậy hàng chục là số 9 và hàng đơn vị là số 9. Ok chưa ạ? Bài này hơi khó nha các bạn cố gắng nghe 2-3 lần giúp mình để các bạn hiểu. Được chưa? Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.